Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập 13 viết hàm tìm giá trị chẵn đầu tiên trong mạng một chiều các số nguyên và nếu không có thì trả về kết quả là -1. Đấy. Thì mình sẽ đưa ra một ví dụ cho các bạn có thể hình dung được cái bài toán này. Ở đây mình đưa ra hai ví dụ. Ví dụ đầu tiên mình đưa ra một cái mạng gồm có 3 phần tử là 1, 2, 4. Thì các bạn có thấy thì cái mạng này nó có hai số chẵn đúng không ạ? Nhưng theo yêu cầu bài toán này thì nó sẽ chỉ đưa ra một kết quả là 2, bởi vì 2 là cái giá trị số chẵn đầu tiên đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ cho kết quả là 2. Và với trường hợp thứ hai mình cho một cái mạng gồm có 3 phần tử là 1, 3, 5. Thế nhưng bạn đã thấy thì các cái phần tử của mạng này là đều là số lẻ đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ cho ra kết quả là -1 theo yêu cầu của bài toán đây. Rồi. Thì thuật toán này dạy cái bài toán này là thế nào? Tức là ta sẽ kiểm tra xem cái phần tử của mạng này có phải là số chẵn hay không, đúng không ạ? Và nếu như gặp số chẵn thì mình sẽ in ra cái giá trị đó luôn. Đấy, và không quan tâm đến cái số chẵn phía sau nữa. Đấy, tức là khi chúng ta có hai số chẵn, ví dụ có nhiều hơn hai số chẵn trong một cái mạng thì chúng ta chỉ in ra cái số đầu tiên này thôi và không in ra những số sau. Đấy. Và nếu như mà trường hợp cái mạng đó không có cái số chẵn nào thì nó sẽ in ra -1, tức là gì? Tức là khi mà chúng ta kiểm tra xem tất cả các cái phần tử của mạng không có số nào là số chẵn thì mình sẽ in ra cái kết quả ra về kết quả là -1. Đấy. Đó là cái thuật toán của bài toán này. Rồi còn bây giờ mình sẽ đi vào giải chi tiết. Thì đầu tiên cũng như mọi cái bài toán khác thì mình đều phải sử dụng khỏi các cái thư viện, sử dụng các thư viện của STDO, Conio và MAT này và sẽ định nghĩa một cái max có độ lớn là 100. Sau đó sẽ là hàm nhập mạng và hàm xuất mạng. Thì ở video này thì mình cũng không nói nhiều về cái nhập mạng và xuất mạng vì nó đã quá quen thuộc với chúng ta rồi. Khi các bạn làm việc với mạng thì bắt buộc các bạn cần phải biết về cái hàm nhập mạng và hàm xuất mạng. Đấy. Hàm nhập mạng này thì mình cũng sử dụng một cái câu lệnh goto để kiểm tra khi mà cái số n này nó không thỏa mãn điều kiện thì chúng ta phải nhập lại. Đấy. Đó là chức năng chính của cái câu lệnh goto này. Và sau đó sẽ sử dụng một cái vòng lập for. Vòng lập for ở đây thì nó có chức năng là để cho chúng ta có thể nhập được tuần tự lần lượt các cái giá trị cho các cái phần tử mạng. Đấy. Rồi, tiếp theo là đến cái xuất mạng. Xuất mạng thì mình cũng chỉ sử dụng một cái vòng lập for thôi ạ. Nó rất là đơn giản và sau đó sử dụng cái câu lệnh print. Và các bạn lưu ý rằng là ở đây là cái mạng số nguyên đúng không ạ? Một chiều số nguyên nên là kiểu của nó sẽ là integer và mọi cái trong đây đều là phải tuân theo cái số nguyên integer đấy. Từ scan cho đến print nó đều là số nguyên đúng không ạ? Rồi, ok. Sau khi đã viết được cái hàm mà nhập mạng và xuất mạng thì chúng ta mình sẽ đi vào cái hàm để tìm ra cái giá trị chẵn đầu tiên. Thì đây giá trị chẵn đầu tiên thì nó là kiểu nguyên nên là mình sẽ đặt cái hàm integer và đặt tên cho nó sẽ là chẵn đầu, số chẵn đầu tiên. Đấy, đó là cái tên của cái hàm này. Và trong đây thì sẽ là A. Đây sẽ là plot, phải khai báo cái kiểu dữ liệu, thêm cái kiểu dữ liệu cho nó nữa, đúng không ạ? Và đây sẽ là internal. Rồi, ok. Sau đó, mình sẽ trong cái khối lệnh của hàm số chẵn đầu tiên này đấy, mình sẽ dùng một cái vòng lập for này với cái biến chạy là y, giá trị khởi tạo ban đầu bằng 0 và y bé hơn n, tức là nó chạy đến n trừ 1 và đây sẽ là y cộng cộng. Trong cái vòng lập for này thì mình sẽ làm gì? Đấy, mình sẽ đi bắt đầu đi so sánh làm như sử dụng một cái câu lệnh if
không phải so sánh, xin lỗi bạn là không so sánh nha. Mình sẽ sử dụng cái câu lệnh if này. Mình sẽ lấy cái giá trị AI kiểm tra xem nó có phải là số chẵn hay không. Mà để biết nó là số chẵn hay không thì chúng ta sẽ chia cho 2, tức là nó sẽ chia lấy dư. Nếu như nó dư không, chia cho 2 này, mà nó dư không thì nó là số chẵn đúng không ạ? Đấy. Thì nó sẽ print nó sẽ trả về return về cái số AI return. Đấy, thì nó sẽ return về AI. Còn không tức là gì? Tức là nó không tìm thấy bất cứ cái số chặn nào thì nó sẽ trả về cái giá trị là -1. Giá trị -1 đúng không ạ? Các bạn có thấy đây nó báo lỗi đúng không ạ? Thì vì sao lại như vậy? Thứ nhất vì đây cái mạng A ở đây mình khai báo là kiểu float đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta chia cho 2 thì mà có số dư bằng 0 thì bắt buộc cái kiểu dữ liệu của cái mạng A này, cái phần tử AI này nó phải là kiểu integer đúng không ạ? Thì nó mới chia được. Đấy. Đây sẽ là mình khi các bạn đổi đây lại thành là kiểu integer thì nó sẽ mất lỗi ngay. Đấy, các bạn đã thấy đúng không ạ? Nên là lúc lập trình thì các bạn cần lưu ý cái kiểu dữ liệu cho cái mạng này. Chúng ta cần phải đồng nhất từ đầu cho đến cuối đấy. Rồi ok. Như vậy là mình đã xong cái phần mà tìm cái số chặn đầu tiên đúng không ạ? Đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi vào cái hàm main. Và trong hàm bên này thì mình cũng phải khai báo cái n này. Rồi ok, và sau đó sẽ là plot này, plot a, khai báo cái a ra. Đây sẽ là max này. Đúng ạ. Rồi sau đó sẽ là mình phải gọi cái hàm nhập mạng này. Đúng ạ. Sau đó sẽ là cái hàm xuất mạng này. Xin lỗi các bạn, đây mình lại nhầm tiếp. Đây chúng ta phải đồng nhất như các bạn mình nói theo cái yêu cầu của bài toán đúng không ạ? Là kiểu mạng ở đây là mạng kiểu số nguyên đúng không ạ? Đây sẽ là integer. Đấy, khi các bạn đổi lại như này thì dưới này nó sẽ không báo lỗi nữa. Rồi ok. Tiếp theo mình sẽ phải làm một cái thao tác như sau. Mình sẽ phải khai báo một cái biến. Ở đây sẽ là kiểu integer đúng không ạ? Đấy. Biến ở đây sẽ là dương đầu, chặn đầu. Tức là số chặn đầu tiên đấy. Bằng kết quả của cái hàm số chặn đầu tiên này. Đấy. Số chặn đầu tiên. Đây sẽ là A và N. Chấm phẩy đúng không ạ? Sau đó sẽ dùng cái câu lệnh print để in ra. Mình sẽ in ra là số dương đầu tiên. Số chặn đầu tiên là, đây sẽ là phần trăm D đúng không ạ? Và vị trí của nó sẽ là chặn đầu. Đấy. Và sẽ, sau đó sẽ là get. Và return. Rồi ok. Như vậy là mình đã viết xong cái code cho cái chương trình này. Rồi. Mình sẽ chạy cái chương trình này xem kết quả như nào. Như vậy là chương trình đã không lỗi đúng không ạ? Rồi mình sẽ nhập vào phần tử là 3. Rồi mình sẽ nhập cái 3 cái số bất kỳ. Đấy,
thì nó đã in ra cái mạng là 123 và số chặn đầu tiên là 2 đúng không ạ? Rồi ok. Rồi mình sẽ thử với một cái ví dụ khác. Ở đây mình sẽ sử dụng với cái ví dụ là mạng sẽ có tất cả các phần tử là số âm, xem nó có in ra kết quả là âm 1 hay không. Đấy. Thì ở đây nó đã in ra cái số chặn đầu tiên là âm 2. Thì tại sao lại như vậy? Thì mình sẽ giải thích như sau. Cái số âm 2 này, đúng không? Cái số âm 2 này nó chia cho 2 đúng không ạ? Đấy, thì nó đương nhiên nó là số chặn đúng không ạ? Đấy, rồi ok. Thì trên đây mình đã viết cái hàm để tìm cái giá trị chặn đầu tiên trong cái mạng một chiều của số nguyên, và nếu không có cái số nguyên đó thì nó sẽ trả về kết quả là âm 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.